Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nhờ bẩn hay nhờ trời thương mà người Việt thoát viêm phổi Vũ Hán. Tác giả Hoa Mai mới đây đã có bài viết đăng trên phát thanh truyền hình của nước Anh BBC có tựa đề Virus Corona trời thương dân Việt Nam hay kém vệ sinh tạo hệ miễn dịch đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Tác giả đã nhận định như sau: Việt Nam trong trận bão tố quét qua khắp thế giới vẫn đang đứng vững trong số 3 quốc gia ít ỏi chưa có ca tử vong nào vì dịch viêm phổi Vũ Hán, với con số mắc bệnh tuy lại gia tăng thêm nhưng thấp kỷ lục. Tính đến ngày 19 tháng 4, chỉ có 268 ca trên tổng số 100 triệu dân và 198 ca đã hồi phục và chưa có ai tử vong. Đây là hình ảnh đoàn xe rước dâu trong mùa dịch viêm phổi Vũ Hán ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Tác giả cũng đưa ra giả thiết như sau: có thể con số thực tế nhiễm bệnh ở dạng nhẹ rồi tự khỏi trong cộng đồng lớn hơn con số thực này nhiều lần hoặc rất nhiều. Nhưng với khả năng lây lan khủng khiếp của dịch viêm phổi Vũ Hán thì khó có thể nói Việt Nam giấu dịch. Giấu làm sao nổi khi hễ ở gần là lây mà đã viêm nhiễm thì phần lớn đều khó thở. Vậy liệu chúng ta chỉ có thể suy luận bên cạnh các biện pháp chống dịch của Việt Nam đã được thế giới công nhận thì dân Việt Nam phải có một bộ gen đặc biệt nào đó cộng với được ông trời thương mới dẫn đến kết quả như vậy? Một câu hỏi được đặt ra. Và những khuyến cáo để đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, không tiếp xúc gần dường như là điều xa lạ với thói quen cố hữu lâu nay của người Việt. Và với đặc tính tiêu biểu của người Việt là dễ thích nghi nhưng ngại thay đổi, thì đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang oanh tạc khắp nơi trên thế giới những ngày nay dường như vẫn chưa đủ để làm cho người Việt có một cuộc sống, có một sự cải tổ về lối sống của mình. Cũng không đâu xa, chỉ mới ngày 31 tháng 3 vừa qua, 3 ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị 15 ngày 27 tháng 3 về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm chính phủ đang có chủ trương cách ly xã hội phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, thì Phó Giám đốc của Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đám cưới cho con với khoảng 20 ô tô tham gia rước dâu và rất nhiều người ở xa đến dự đám cưới này. Và mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn là vấn đề muôn thuở của người Việt. Điều này thể hiện rất rõ trong các chợ truyền thống của Việt Nam khắp các nơi từ Bắc chí Nam. Đây là hình ảnh cảnh người dân bán hàng bầy cá sống, cá đã mổ và rau cỏ sát cạnh nhau trong một khu chợ ở Hà Nội. Bức hình được chụp và ghi nhận vào thời gian trước đây. Nhưng có lẽ không có gì thứ bẩn bằng ăn sẵn bán trong các khu chợ truyền thống nhiều đời. Các khu chợ này có vị trí địa lợi, nằm ở trung tâm của các khu dân cư đông đúc quanh đó nên đã tự phát hình thành nhiều chục, thậm chí đến hàng trăm, và giờ thì không ông chính phủ nào có thể quy hoạch lại được nó. Khác với chợ, nhà lồng quy hoạch thức ăn sẵn riêng rẽ, hệ thống bàn ghế cao, thức ăn đặt trong tủ kính, có hệ thống xử lý cấp nước sạch và thoát nước, thải ngầm. Trong các chợ truyền thống hoàn toàn ngược lại, mọi thứ được bày bán lẫn lộn với nhau, hoa quả bên cạnh cá tươi, ngô luộc nóng hổi cạnh thịt heo mới mổ. Hầu như tất cả đều đặt trong những cái thúng hoặc mâm bày ra ngay sát chân người đi chợ và hầu hết chúng cũng chỉ cao đến đầu gối của họ là cùng. Và những thực phẩm này bán hàng không cần che đậy gì cả dù chỉ là một tấm vải mỏng. Chợ họp bên trong có con đường dân cư nên không có hệ thống cấp và thoát nước cho từng sạp. Người ta phun nước tưới rau cho tưới hay rửa miếng thịt trước khi xay cho khách rồi đổ tràn ra đường. Nước lẫn với máu cá tươi giàn giụa rồi chảy xuống cống, dù không mưa, ở các khu rau và cá sống, nước và bùn vẫn nhèm nhẹp dưới chân, mưa thì bùn bắn tới bắt. Gần tới giờ dọn dẹp, sạp thì càng bẩn thỉu hơn, các sạp hàng bằng sắt ghép hay gỗ được dựng lên, dùng vòi nước kéo ra từ các nhà mặt tiền, xịt thẳng vào, họ chỉ rửa nước, không có xà phòng, rồi cứ để thế cho khô, mai lại bán tiếp. Trong khi sạp này còn bán, thì sạp bên cạnh vẫn đang xịt rửa, nước bắn tứ tung, người mua thậm chí phải nhảy né dòng nước bẩn lênh láng. Và nhiễm khuẩn chéo cũng không có trong từ điển của các khu chợ truyền thống. Người bán sẵn sàng dùng tay không bóc một miếng chả cá hay cái chả giò cho khách thử. Còn khách cũng sẵn sàng ngồi sệp xuống mặt một trái nho đang nắm trên thúng bỏ tọt vào miệng để xem thử ăn có ngọt hay không. Và một bài phóng sự đăng trên báo Hà Nội Mới điện tử vào ngày 22 tháng 2 cho biết trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra hết sức phức tạp, tại nhiều khu chợ trên địa bàn của thành phố Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng kinh doanh mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Đây là hình ảnh giết mổ gia cầm ở ngay dưới nền nhà tại nhà số A23 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Và khảo sát của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn của Hà Nội cho thấy vẫn có nhiều tiểu thương chủ quan không thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vào sáng ngày 18 tháng 2, tại chợ Phùng Phắc Khoan, quận Nam Từ Liêm, còn rất nhiều quầy bán thịt lợn sử dụng bìa cắt tông để bày hàng. Tại các quầy thủy hải sản, dùng hàng hóa được đặt cao hơn so với nền chợ, nhưng dưới nền chợ, nước chảy linh láng. Cũng tương tự như vậy, tại khu chợ Long Biên, quận Ba Đình, vẫn còn một số gian hàng kinh doanh thủy sản và trái cây nằm gần nhau. Một số hộ kinh doanh vẫn chưa trang bị giá kệ mà sử dụng các vỏ thùng xốp, thùng nhựa để tạo khoảng cách với nền chợ. Còn tại khu chợ tạm tại chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, chiều ngày 18 tháng 2, phóng viên nhận thấy cá tươi sống được bày ngay trên các khay nhôm đặt kín vỉa hè, nước làm cho cá được dội thẳng xuống lòng đường. Đến gian hàng bán gà, phóng viên hỏi mua, một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Đê không đeo khẩu trang dẫn vào phòng 101 nhà A23 Nghĩa Tân với nhiều chim bồ câu, gà ngan tươi sống, mọi thứ hoạt động đều được thực hiện ngay dưới nền nhà. Chị Đê cho biết như sau: mọi khi em vẫn bày hàng ở vỉa hè, nhưng từ khi có dịch Covid-19, ban quản lý chợ không cho bán nên phải giấu vào trong này. Tương tự như vậy, các khu chợ tạm, chợ Cóc, chợ Vồ tức là quận Hà Đông, chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, chợ Nguyễn Đồng Chi, quận Nam Từ Liêm, tình trạng nước và rác thải từ các khu kinh doanh thực phẩm tươi sống bị vứt bừa bãi, chất đống trên vỉa hè, lòng đường khá phổ biến. Và việc thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm còn được thực hiện và thể hiện tại nhiều cửa hàng ăn uống, quán xá cùng với thói quen ăn uống lề đường, vỉa hè hay bất kỳ đâu của người Việt Nam. Đây là hình ảnh chủ quán bún đậu cạnh trường Đại học Ngoại thương không sử dụng khẩu trang hoặc găng tay khi thái thức ăn chín cho khách. Và người ta sẵn sàng ngồi ăn ngay cạnh một nắp cống đã được cẩn thận đậy lại bằng một tấm ni lông dày, hoặc ngay bên cạnh các thùng rác công cộng, hay ngay trên lề đường mà dòng người xe cộ hối hả chạy qua phun ra nồng nặc khí thải. Và người Việt rất lạ, cứ quán nào bẩn, đông người ăn thì cho rằng quán đó ngon là họ vào. Có thể người trước ăn, người sau chưa kịp lau chùi sạch sẽ, họ vẫn chấp nhận và dường như thực khách chỉ cần ngon, bổ, rẻ là được, mà không quan tâm tới sạch. Cũng đầu tháng 3 vừa qua, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quay trở lại học tập sau đợt nghỉ dài chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Mặc dù tại thời điểm đó cả thành phố đang dồn lực phòng chống dịch, nhưng tại các quán ăn bình dân, hàng ăn rong ở vỉa hè vẫn mất an toàn thực phẩm, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, trong bài phóng sự ngày 5 tháng 3, hầu hết các căng tin phục vụ sinh viên trong các trường đều đóng cửa, chưa hoạt động trở lại. Điều này buộc sinh viên phải lựa chọn những quán ăn bên ngoài trường. Và điểm chung duy nhất tại các quán ăn, quán nước vỉa hè là sự tiềm ẩn mối nguy cơ dịch bệnh, bởi hầu hết các chủ hàng không dùng khẩu trang, nhiều người không dùng găng tay hay sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế. Và gần 150 năm trước, trong các tác phẩm về cải cách phong tục, nhà canh tân Nguyễn Trường Tộ đã miêu tả lại lối sống của người Việt khi đó mà ngay nay đọc lại cứ tưởng mới viết gần đây. Thói quen làm bẩn môi trường từ thời ấy đến nay vẫn còn được lưu truyền đầy đủ, nhất là việc phóng uế bừa bãi hay sạch nhà mình bẩn ngõ chung. Đây là hình ảnh đồ dùng cũ đã trở thành những đống rác bôi bẩn đường phố. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 21 tháng 2. Nguyễn Trường Tộ đã viết như sau: nay trong kinh thành, con đường lục bộ cho đến đường các nhà thự, chợ quán, tường hào, vườn hoa và các bến sông, chỗ nào cũng có uế khí, thậm chí có kẻ trước mặt công chúng mà đi tiểu đại. Các cầu dọc sông sông, không luận ngày đêm, đàn ông hay đàn bà cứ ra nơi ấy mà phóng uế, quen lấy làm thường. Đến như gạch vỡ, ngói hư, cây nhành khô lá rụng, rác vào cho than các nhà loại ra, người khác đều phải thụ nhặt đồ vật hữu dụng mà người mình thì vứt ra cùng đường, ném xuống ao vũng hoặc đổ ra hào quanh thành, chất đầy cả bến sông. Thực tế ngày nay cho thấy không kể ở nông thôn, ngay tại các đô thị, tình trạng phóng uế tùy tiện, bỏ rác bừa bãi, quăng đồ hỏng cũ trong nhà ra ngoài đường, vứt mọi thứ xuống kênh rạch, cống rãnh đều diễn ra khắp nơi. Và khắp nơi, cứ chỗ nào khuất một chút lại ngửi thấy mùi khai nồng, dù có khi nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa,
những gốc cây cổ thụ hoặc cách vách tường nơi các con đường đô thị vắng vẻ về đêm thì đẫm ướt gần như hoại mục vì nước tiểu của người dân đi chơi đêm, dân bán hàng rong, chạy xe ôm, sống bám lề đường, thậm chí có người còn đi thẳng vào cửa nhà người ta dẫn đến tranh cãi, ẩu đả nhau. Thói quen khạc nhổ, vứt tàn thuốc lá, ném mẩu thức ăn thừa ra khỏi xe xuống đường gần như là một căn bệnh trầm kha mà người Việt không thể chữa trị dứt điểm. Gần như không có kinh rạch, sông suối nào mà không có rác, từ vỏ chai, nước, hộp đồ thức ăn đến xác động vật nuôi, thậm chí đồ thủy tinh, kim loại, sắc nhọn cũng ném xuống đây. Và ngoài đường rác đầy rẫy, vừa của người vãng lai, vừa của người sống ngay mặt tiền, vừa của các thùng rác công cộng, ngay trên miệng cống, người ta cũng cho đó là nơi bỏ rác lý tưởng, bởi khi đó có mưa sẽ trôi hết xuống cống, khỏi phải quét dọn. Lâu lâu sửa nhà, dọn nhà, đồ hỏng hóc cứ thế mà bỏ ra đường, xe rác không gom, rác có cứ thế mà chỏng chơ, mặc cho mỹ quan đô thị bị hoen ố, và còn bao nhiêu điều kém văn minh, thiếu văn minh, bất nhã vẫn cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở khắp nơi, kể cả các đô thị lớn, rủ rất nhiều người phê phán. Và bên cạnh đó còn có những thói quen kinh điển trong sinh hoạt hàng ngày của người Việt cũng thúc đẩy việc lây lan dịch bệnh đang hoành hành trên thế giới này. Và thói quen dùng chung một chén nước chấm là một trong số những nguồn lây nhiễm dịch bệnh. Thói quen không rửa tay trước khi ăn hay sau khi đi vệ sinh vốn được hình thành từ các cuộc sống của cư dân nông nghiệp. Việc trồng trọt, cấy hái gắn liền với phân cho ngày nào cũng quần quật, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Để ý gì đến mấy việc vặt vãnh, phủi tay vào quần là ngồi vào bàn được rồi. Thói quen ấy lan tỏa đến cả những người ở phố thị, xuất hiện trong cả những người được coi là lịch sự, hiện đại. Và người Việt Nam còn có thói quen tổ chức ăn uống tụ tập và rất thích chuyện trò trong bữa ăn. Trò chuyện trong khi ăn là một nhu cầu thiết yếu của cư dân Việt, vì bữa ăn ngoài tác động ăn để no mà còn là dịp để anh em, họ hàng, bạn bè tụ tập để hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và có thể thoải mái bàn luận về vấn đề mà họ yêu thích. Hơn nữa, trong bữa ăn, người Việt có thói quen uống chung nhau ly bia, ly rượu, gắp thức ăn cho nhau, chấm chung bát nước, chấm, bắt tay nhau sau khi nhậu chẳng hạn. Và những thói quen trên đều là cơ hội để virus lây lan nhanh chóng trong cộng đồng của người Việt. Và tác giả Hoa Mai đã kết luận như sau, nhưng lần đại dịch lần này, ông trời cứu, như nhiều người đùa dai rằng, ở bẩn sống lâu, còn những lần khác thì sao? Đây là câu hỏi được đặt ra. Còn virus đời thứ hai này thông minh hơn 100 lần con virus cùng họ corona, với nó đã gây ra đại dịch SARS lần trước. Và chẳng ai dám nói, tiếp theo sẽ không có con thứ ba hay mà con corona mãng cầu nào đó, mà nó sẽ dành trọn niềm tin và hy vọng vào những công dân quen ăn ở bẩn thỉu, cho dù ở một đất nước được ưu đãi quanh năm nắng gió chói chang lồng lộng. Và có thể nhận định của tác giả về sự ăn may của người Việt chưa thực sự thuyết phục trên khía cạnh khoa học, chính trị, y tế, nhưng đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam nhìn lại cách thói quen cố hữu như thế nào, làm sao để đảm bảo vệ sinh kể trên, tiến tới một lối sống lành mạnh, văn minh, phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 4 năm 2020 với bản tin Nhờ ở bẩn hay nhờ trời thương mà người Việt thoát viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ bản video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.